chào tất cả mọi người, mình là Hồ Duy Phương, Brian. Mình đến từ Canada. Hôm nay mình rất là vui đưa đoàn Việt Nam tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tham gia ngày hội ngành làm đẹp về BMU cũng như là các ngành làm đẹp như là nails, hair và spa. Đại hội ngày hôm nay tổ chức rất là chỉnh chu. Đoàn Việt Nam của chúng ta thực sự rất là giỏi và mình rất là tự hào khi đưa các bạn đến đây cùng tham gia. Đây là một trong những chương trình quốc tế. Ngành BMU Việt Nam bây giờ đã là vươn tới tầm thế giới và mình muốn để cho tất cả các bạn trên thế giới biết rằng ngành BMU Việt Nam đã có một vị thế rất là quan trọng để phát triển cùng ngành BMU thế giới. Mình là Vũ Hồng Hạnh. Ngày hôm nay Hạnh đang có mặt tại Phnom Penh. Hạnh đưa các bạn học viên tại Việt Nam qua Campuchia để tham gia thi đấu tại một sân chơi đẳng cấp quốc tế, đó là sân chơi Kingdom of Cambodia. Sau sự kiện này, Hạnh rất là mong muốn sẽ đưa được nhiều các bạn nước ngoài về Việt Nam để tham dự những sự kiện của The Diamond Face PMU và cũng như đưa được nhiều học viên của Việt Nam qua các nước sang các đấu trường quốc tế, sang các nước, nhiều nước bạn hơn để cho chúng ta được giao lưu và cọ sát cùng nhau. Ladies and gentlemen, stand up for the...